Huyết áp thấp là gì? Hòa Sơn xin chào bà con. Huyết áp là một trong những thông số rất là đơn giản để chúng ta có thể đánh giá được sức khỏe của mình. Huyết áp thấp có thể khiến cho chúng ta say sẩm, chán ván hay thậm chí là thiếu máu não. Trường hợp máu mà không cung cấp đủ oxy và dinh dưỡng đến các bộ phận cơ thể, nhất là não thì rất là nguy hiểm. Nên là đối với những người có triệu chứng huyết áp thấp thì mình nên kiểm tra sức khỏe hàng ngày cả nhà ha, để mình có thể điều chỉnh chế độ ăn uống và thuốc khi cần thiết. Nếu trường hợp kéo dài thì mình nên đi đến bác sĩ. Chúng ta không thể xem thường cái bệnh huyết áp thấp được, rất là nguy hiểm, nên cả nhà mình nhớ theo dõi thường xuyên nha. Và cái cách để theo dõi huyết áp thấp như thế nào và cách sử dụng những thiết bị y tế gia đình đơn giản như thế nào thì cả nhà mình có thể xem trên kênh Sức Khỏe 60 Giây ha, từ cách lựa chọn và sử dụng và những cái thông tin phù hợp với những người có triệu chứng về huyết áp. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe.